đi chén quả thính đỏ cái thôi. Đúng quá, đã bắn hai quả thính vàng nữa kìa. Có người đây. Ở đây nè đó. Atuvi. Thì kia chắc nó ăn rồi. Bây giờ nó mới phi xe lại. Của xe UAZ, xe 4 chỗ. Vào bò đã. Chiếm bò trước đã. Đúng rồi, thích nè ăn rồi. Chén mẹ rồi. Liếm hết rồi. Thả bò đi. Công mình không? Để con bột. Ốp ê. Ốp với M24 à? Mẹ với à? Bắn xe bố à? Một ốp, một M24. Đây có thằng này. Hai phía nó bắn. Hai bọn phá xe mình. Đây một thằng. Được. Phá đi. Không biết thằng nào ngoài bo đâu. Có thằng này, có thằng nằm đây. Thằng nó bò này, bò này. Một phát. Bò. Uzi 013. Rồi, còn hai thằng nữa. Còn thằng này. Thằng này với này, thằng này bắn xe. Mày cậy có ốp à? Có ốp à? Phá xe luôn. Mày phá xe, tao phá xe mày. Phá xe anh thì anh phá xe lại. Opa. Đằng sau có thằng nữa. Sau nhà như bốt. Phá xe tao à. Thằng sau chết bò rồi. Thằng sau là người đấy. Mà bị chết bò rồi. Úi giời. Mày phát đấy là bơm máu đi. Cái bắn trúng phát đấy nó với không cam được mình đấy. Chứ không là nó vẫn còn cam mình ấy. Đang bơm máu rồi. Không thì nó không để mình chạy này đâu. Quá à, được à. AUG.
mày. Mày phải là ngoài bo con nhá. Dám đi xe không? Xe lên phát là tao sấy mới chết. Thế rồi, còn thằng này thôi. Đâu rồi, ném khói chạy, chạy gốc cây đấy. Bom mình tới sao được cu nhảy nhọt ác phết, ném xe mốc chạy à, tưởng mày trong bo lửa à, chạy đi mày. Victory belongs to us. MP sẽ nát xe mà đi. Sợ mà học xe luôn. Lại trong bò rồi. Tính đấy, ra mà ăn đi. Bốn thằng nữa. Đồ cỏ luôn à, này cho cái quả lựu đạn là mày đi con ạ. Cho ăn lựu đạn mình. Hết chưa? Được đấy. Cũng có AK. Ngoài bo rồi. Kéo cả hai thằng ngoài bo. Bo về quả thính. Nhìn này. Nhìn này. Ây da, ây da. Chiều người. Chiều đi. Chiều đi.
chiều người. Con này là tới này. Đâu mà không đi à? À còn mình thằng này nữa thôi. Giời, ăn phát chưa? Quả lửa đó. Yay. Cho mày quả cuối cùng nào. Bỏ thua rồi. Bỏ về nhà xí kìa. Chết không? Lửa chạy đầy phát. Quấy chạy sang. Bạn thính như kìa. Chém xong rồi. Bỏ về khu nhà. Ram ma kia kìa, một thằng kìa ốp ấy, cho mày nã nhau đi cắp tai nam. Chủ lọ gốc cây này. Cặp tài nam lại giết thằng Uzi. Đam ra. Qua về khu nhà rồi. Năm thằng nữa. Bò đã. Gần đi nó có ô tô nó vào rồi chiếm bò là không làm gì được. Thể nào thằng có thằng ra hỏng thính. Mình có mình ở đây cam thôi. Bộ khu nhà. Ô tô trước mặt có ô tô. Phía khu nhà có ô tô kìa. Ô tô hướng SE. Đang chạy lại đây. Thằng nào bắn MK. Đúng rồi, ô tô nó công nó biết mình à. Vào khu nhà đi mày. Rồi, may quá. Tưởng chạy lại chỗ mình là cũng no ấy. Này mình sấy là đi đấy. Thôi để chúng nó bắn nhau đã. Cho chốt què hết. Là thằng này ăn thính này. Tham thính.
thính này, cáp tai nam này, tham thì thơm. Rồi què hết rồi, sole đạt què rồi. Rồi bây giờ vào hưởng sái anh em ạ. Giờ vào đi. Úi giời, úi giời, úi đau. Chết mẹ rồi. Lộ rồi, lộ rồi. Hai thằng nữa thôi. Hai thằng cân được. Đằng sau nhà này. Sau nhà nhỏ này. Đây đây đây. Đồ đẹp đấy. Kho. Ram 3. Thằng này giết ác phết. Có một thằng bắn MK tận ngoài này này. Đấy đấy đấy, gốc cây, gốc cây thôi. Đây. À, ném lựu đạn. Định ném thằng đốc kìa. Ném thằng giam ba đốc. Vậy hàng này khác tim. Mày ăn quá. Được đấy. Gạt thằng giam ba đi. Thằng giam ba này là... À, hình như cùng tim. Cùng tim thì bị nốc. Cho mày quả lết đi. Không cần gạt. Úi giời ơi. Quá đỉnh. We're the best. Nhà có thằng ở đằng sau trên trên đồi, nó vừa bắn trên đồi vào đây đã. Trên đâu, trên nhà có người, nhà bên, nhà bên, nhà bên. Quái già, ném lửa hả? Tao ở bên này chứ, mày ném hết đi. Năm thằng nữa. Lệ y tá, lệ y tá, lệ y tá. Con gái à? Nhà bên này. Nắp nhà. Đấy, đầu 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 ấy, đầu ấy, đầu ấy. Thò lên em. Bỏ thù. Mình vẫn trong bò. Đây, đây, đây. Một thằng gốc cây nữa này. Ba thằng nữa. Úi giời. Lắc đồi, lắc đồi.
nhảy xuống rồi, thằng ấy nhảy xuống rồi. Cho ăn lựu đạn à? Lên đây, rồi lên đây mày. Lên đây mày. Nhiều lựu đạn ném đấy. Công à? Có máu nhỉ? Công mình à? Công qua đây. Lết à? Ném đi. Ném cả ngày con nhá. Chạy về. Lệ y tá. Mày dám đòi công mình. Hai thằng, ba thằng. Cho khó đã. Có một thằng kìa. Hai thằng kìa. Hai thằng. Có súng luôn. SKS. Ô, số 4 bị nó bắn rồi. Ganu Ôi, để súng lục có giết thế. đâu I need a DPS weapon. bắn tạm con này đi. Ganu Số 4 tự bay rồi đấy à? Úi rồi. trong nhà. Ui, Ganu sao vội lút đồ thế? Biết là bọn anh cũng xuống à? Thì em cũng hơi bữa có các cu thì bắn thủ nhà thôi. Anh là nhà hai không? Vào nhà rồi, anh em đâu? Sang đi. Sang đây chiến đấu Không, đi. khoa luôn thì cho vui. Hai thằng kia cứ đứng im. Đây. Bây giờ ấy lấy nở trả thù cho ông bạn rồi, ông kiếm thoát mẹ rồi. Bốt này rồi, lấy AK luôn. Rồi AK bắn cho sướng. Mic nhưng mà sẽ có tai nghe. Cổng tay quá khó bắn lắm anh ạ. Tay cổng ấy. Khó bắn phết. Đánh trước mặt. Lượm lên anh em. Ô, có xe à? Xịt mẹ mày. Chùm. Mày bắn cho tao này. Lượm lên anh. Lấy tám xuống máy này. Chùm. Cái bà này. Xuống máy này, bắn này. Không. Súng máy cốp 8 này. Còn thằng có xù này. Súng máy cốp 8 này, súng máy cốp 8 này. Rút nào, rút nào. Rồi. Súng máy cốp 8 đây bà. Nhận nhận được cái ba lô bè rồi, lại đéo test được rồi. Di chuyển nó đi. Bom mới rồi. Ôi, đằng nào cũng lạnh run tay rồi. Bắn khúc 4 rồi. À quên.
bắn ui AK. À, à, Khoa về đây à? Hay vui cầm cặp này thì bắn cái đéo gì nhỉ? Cái thằng kia chết là vì cái tội là điên thích mình. Chứ nó đi cả tem nó mệt đấy. Nó đi thẳng xe tới nó bắn nó mệt đấy. Trách nhau hồi sinh. Có người, có người. Từ. Bắn này bắn. Ôi thối. Ôi trời ơi. Cà hào thủ thế. Sniper là người ta phải dình dình đến lúc thời điểm chứ. Công à? Công à? Công. Kéo nó dù xuống. Có một thằng nữa. Kéo biết bao nhiêu thằng. Chạy mẹ rồi. Ừ, chỗ này đang thương nhỉ. Hướng kia, kia, kia. Được đấy. Tiếu à? Đít mẹ. Tiếu à? Nhắc vào lưu hơn mình. Zero man. Ok. Ngon rồi. Nó cũng ngon. Nó. Đồng đội nó có cứu nó bay vào, nó sẽ phải lên vào trong nhà thờ. À kìa. Kẻ thần khu nhà cao tầng. Cứ cứ biết ngái mà. Cứ cứ mở tầng, mở cửa trên tầng thép rồi. Này. Mark the location. Đéo ló ra rồi. Đéo ló ra rồi anh ạ. Thính kìa. Thính bên kia đồ. Đây bên này, gần chỗ mua đồ. Ôi thằng này đéo né, đéo ló ra lưỡi luôn. Cũng một viên là đéo ló luôn. Lời khuẩn trong đấy rồi. Đi à? Đi thôi. Đi à? Đi rồi, ba, có ba rồi, gọi đi rồi. Anh định neo lên nóc nhà. Công sang sao? Ông này là công sang. Thế thì biết ngay mà. Ông báo chiến. Thịt mẹ. Tôi bắn nhà trong nhà ngu ngu với nhá. Lao vào công nhà là mệt lắm. Em biết công nhà. Lên nhà cao đi. Ông phải lượn xem nó ở đâu lắm. Kéo nghe thấy tiếng chân. Chuẩn mẹ mất rồi. Kìa. Yeah. Hai cắt hút. Hình như em vừa nghe tiếng trong nhà tắm. Trong bể bơi. Không biết có phải không? Đi đi. Kìa kìa, dưới thật kìa. Bỏ đi, một con boss rồi, bỏ đi. Địt mẹ mày lắm, nó cũng mở cửa thế. Làm sao cơ? Ai là đúng rồi, đúng là tắm rồi, đúng khu hồ bơi rồi.
cái tầng 2 rồi. Chú mà thằng này vừa chết rồi. Lúc đầu à? Cùng nhà đến với cơm. Có xe đến. Có xe đứng ngoài hàng rào ba ơi. Hàng rào. Ngoài hàng rào. Andy Ken. Quả này trúng rồi. Sau sáu chân này. Xả quá. Boss, 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 không bắt được nghe. Một thằng hàng rào vẫn đứng ở hàng rào. Ồ, chạy ngoài hàng rào à? Ném to, hàng rào ném khói rồi. Đừng để nó lên xe nó chạy mất. Còn thằng trên kia nữa. Trên nhà nhà mới bởi kìa. Mày em đi can. Anh Thao thấy gì trên tầng không? Không. Cái đồi đấy. Không, không, không nhìn thấy gì. Thằng này đây. Ngồi chân này không thấy gì. Đúng rồi, đó đấy. Tí nào. Ui. À, là gì? Mà tưởng vẫn còn sống rồi. Mà tưởng vẫn sống nha. Ơ, nó sơ xuống bang gì nói nhỉ? Nó nấp sau cái gì nhỉ? Nấp sau cái xe ô tô gì cả. Nó vừa dây anh. Kìa, nó như xe kìa. Chạy xe. Xong. Chết. Đéo ai cho mày đi. Lấy xe lùa đã. Cho nó chết luôn đã. Càng trên đồi đừng cho nó. Mày mới nóc. Ăn mà bình bò đi. Đi bò đi mày. Kéo ngoài bò làm gì. Nếu ai chạy, mà chạy à, bắn tèo. Lên xuống chơi này. Đây, đây đang xuống đây. Không dùng được ba lô. Hết mẹ đạn rồi. Trước đây em tưởng cái thằng rào không còn vì là ba đứng đứng điểm kia bắn nhưng mà nó cứ tưởng nó chết rồi, tưởng là đéo đâu vì là anh nhổm nên anh bắn thằng trên đồi thì nó nhổm nên nó bắn anh tí chết, mày tụt xuống kịp. Bơm máu lên, bơm máu lên. Mình bắt đầu đổ bộ vào bo đây. Mười thằng tám. Ủa các bạn thằng thính kìa. Tám thằng nữa. Mẹ. Mưa đó là cái gì? Đứng đây kia được. Đứng đây kia thôi, chỗ này cao lắm. Nó nói mua đồ. Từ dưới. Mưa đó. Bóng lên nhà vệ sinh đằng sau kìa. Bóng lên cái nhà vệ sinh ở trên đồi ấy.
Ông lên nhà vệ sinh trên đồi bắn xuống em ơi. Nhà vệ sinh ngoài bo. Ôi. Úi giời, ở đây. Có những người kìa. Có một chân. Từ nha, có người ở nhà nha. Đang bơm hồi máu đã. Nó tường mìn. Nhảy ra rồi, nhảy ra khỏi tường rồi. Một thằng mấy thằng ấy nhỉ? Nhảy ra khỏi tường. Hết đạn còn 80 viên. Ra lút xác thằng kia để bắn nhau hơi nhiều luôn đấy. Tôi tiếc, tôi tiếc không ăn được mày ra kìa. Thế càng nhiều quá. Đây này, tỏa đầu. Ồ, đầu. Cảm biết. Có người lên. Lên cứu. Được. Bạn đa 113. Hộ công, hộ công, hộ công. Đã bắn được ấy. Người trúng nha. Mày vẫn còn đạn. Ngoài bo thế. Bây giờ tem kia có tem kìa anh ơi. À, đây có đạn 7. Mình ngoài bo đấy. À mình trong bo. Dưới cảng có thằng. Vẫn đang trong bo mà. Di chuyển dưới. Tôi thính đỏ. Lút cái đạn đã. Thích có đạn 7. Ôi, vào trong kho rồi. Đặt mẹ AUG đi. Trong kho này rồi. Rồi, AUG nhiều đạn. Đưa phiếu cho em vào này. Thế từ từ hôm nay đi lại phải viết phiếu tháng sau à? 4 thằng nữa. Vẫn anh. Đi được. Đợi một tí được không? Thay mày luôn. Ở trong con đỏ ấy. Thở đầu kìa. Chết rồi. Lấy cái ba lô ba rồi. Lấy cover, tôi chạy qua đây chiếm trước. Tiếp nữa. Mình dễ bò rồi. Đây đây còn hai cái phiếu này nữa. Đi qua ba lâm có cái hàng bán dưa cả à, mà chưa đi được ấy. Công an liêm chính ấy. Đi từ dưới đi lên thì là rẽ phải luôn à? Ờ đi qua ba lâm xong rẽ phải luôn. Hay có thể là phiếu bên mình này.
Với cả anh bảo này, lý nhân anh mất hai cái phiếu cuối vừa rồi nhá. Anh chụp ảnh lên nhóm rồi. Nó vẫn trong kho kìa. Không đi em ơi. Kho nó ngoài bo. À trong bo. Em không đi anh kiểm tra này. Không cho nó thò đầu. Ông, kiếm chiếm điểm và vào bo đi. Tảng đá kia khó chịu rồi. Ui dồi ôi, à. Thằng dưới kho này này, phải giết thằng dưới kho trước. Thằng dưới kho này cực kỳ nguy hiểm luôn. Em ơi, có lựu ném ném qua cửa sổ kho này thì em chết. Nó ngoại bo mà. Nó trong bo. Bo kho nào? Đây, kho này này, kho này này. Kho trước mặt này này. Nó vừa thò cái cửa này, anh bắn nhưng không chết này. Bên kia có người ấy nhá. Bên hướng 23 260 có một tem ấy nhá. Thế thằng này là thằng đỉa. Đã lỗi ba lô. Đó vào trong. Ném qua cái lỗ ở trên cao là vào được. Thằng bên kia rớt thò đầu ra luôn. Thằng bên kia có am đấy. Rớt thò lên. Ai chà. Ôi bò này. Bò có công thằng trong khoa chưa? Đéo được. Đéo được rồi. Bò này. Đây đây. Không, đừng nhắm khoai lăng, nhắm khoai lăng, nhắm khoai lăng. Thằng lũ đi xe rồi mình chạy nhá. Cẩn thận thằng kho nó bắn chết. Có quả phải là không ném trước mặt đi em. À. Không. Hết rồi. Điểm trợ đi em. Rồi em lên công cây trước đi. Xe ô tô kìa. Để... À, trong kho chắc gần hai thằng. À dính nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh nhỏ nhỏ. Đây hai thằng đây. Trong góc nào? Vào đây nào. Nó chết rồi, nó dưới nhà vệ sinh nó ngu là đứng ở chỗ này thì mình nó thắng mình. Đứng ở cái nhà vệ sinh nhỏ kìa. Kìa thấy rồi. Úi giời. Nó yếu rồi, không sợ. Yếu đi. Nó không yếu rồi, không dám không. Rồi đấy, chết. Hay đấy chưa? Từ từ nhá, còn một thằng này. Thank you. Không cho được cứu đâu. Bình tĩnh. Thằng em chết rồi. Dạ. Mày è mày chạy ra cứu đồng đội cũng có tình cảm đấy. Cứu sao được? Lại cứu sao được? Chứ ném hai quả khói bò sang nơi cứu thì đâu được.